Chiều tối qua, sự cố sập cần cầu đã xảy ra tại công trình xây dựng nhà cao tầng ở đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố tuy không gây thương tích về người, nhưng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn tại các công trình đang xây dựng. Nơi xảy ra sự cố sập cần cầu là tại công trình thuộc dự án căn hộ cao 18 tầng do công ty cổ phần đầu tư Tân Tiến làm chủ đầu tư. Nguyên nhân được xác định là do công nhân thi công tháo dỡ cần cầu đã để xảy ra sự cố. Nhưng một số người sống gần khu vực đang xây dựng cho biết, vào thời điểm đó có gió giật mạnh khiến cần cầu xoay vài vòng trước khi bị gãy. Tại hiện trường, phần thân cần cầu gãy, treo trên tầng 17, phần đầu hướng ra phía lòng đường. Còn theo đại diện chủ đầu tư, cần cầu gặp sự cố có 8 sợi cáp. Khi sự cố xảy ra, 7 dây cáp vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo không có trường hợp rơi cầu. Có cơn gió lớn làm quật đứt một cọng cáp neo của cái cầu phụ, một phần của cái cánh tay nó ngã nghiêng ra ngoài. Mình đã tháo hết tất cả các thiết bị ở trên cao xuống nên sẽ không có sự cố lần thứ hai ở công trình. Sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân phường 6 quận Bình Thạnh đã cử lực lượng đến niêm phong hiện trường, điều tiết giao thông, đảm bảo sự an toàn cho người dân sống và di chuyển qua khu vực này. Công trình đã hạ hết cầu xuống và cái mặt bằng đã ổn định trở lại. Thanh tra địa bàn cũng như thanh tra sở lao động đang tiến hành làm việc với chủ đầu tư. Trong ngày hôm qua thì tạm thời đình chỉ lại công trình này để khắc phục những cái sự cố. May mắn vụ cần cầu sập này không gây thương vong cho công nhân xây dựng cũng như người đi đường, nhưng những sự cố nguy hiểm như thế này không còn là hiếm gặp. Một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng. Vâng, cách đây vừa tròn một tháng thì cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một khối cần cầu của một công trình bất ngờ đập mạnh vào trụ sở ngân hàng, dẫn đến sự cố liên hoàn làm hư nặng hai ô tô đậu ở bên dưới. Còn việc cần cầu hay là cả một bức tường của một công trình xây dựng gây ra những tai nạn đáng tiếc, cướp đi tính mạng của những người sống xung quanh hoặc thậm chí là chỉ tình cờ đi ngang qua thì cũng không phải là hiếm. Một lần nữa thì những vụ việc như thế này là một lời kêu gọi bức thiết về việc các cơ quan chức năng cần phải tính toán đến những quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các công trình xây dựng. Những người bị hại rất có thể sẽ là tôi, chị Linh cùng tất cả những người thân của chúng ta và chính quý vị khán giả. Mong rằng những dòng chữ viết an toàn là trên hết phải là những hành động thiết thực thay vì đơn giản chỉ là khẩu hiệu tại các công trình.